Niệm Phật được hai sự lợi ích ở hiện tại và trong tương lai. Căn cứ vào các văn ở trên có thể biết, người niệm Phật không cầu mà tự nhiên được hai sự lợi ích ở hiện tại và trong tương lai. Hiện tức là ngay trong đời hiện tại này. Nói sơ lược như ở trên thì được năm thứ gia bị. Chúng sanh với Phật là một thể, được ánh sáng của Đức Phật A-di-đà soi chiếu và được chư Phật hộ niệm. Chư Bồ Tát, chư Thiên, quỷ thần thường theo bảo vệ, được tội diệt phước sanh, tiêu trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ. Đương tức là đời vị lai sau, cũng như Đại sư Thiện Đạo giải thích, khi xả bỏ thân mạng liền sanh vào nhà chư Phật, nghĩa là cõi tịnh độ, cũng tức là mạng chung được giảng sanh cực lạc cùng với Đức Phật A-di-đà, đồng chứng vô lượng thọ, vô lượng quang. Sự lợi ích trong đời hiện tại là hoa báo, sự lợi ích ở đời vị lai là quả báo. Khi hạt giống đã được gieo xuống thì tự nhiên khai hoa kết quả. Hoa nở trước rồi kết thành quả sau. Nhưng nếu người niệm Phật cầu giảng sanh thì hoa quả đồng thời. Có lợi ích ở hiện tại thì tự nhiên được lợi ích trong tương lai. Một mà hai, hai mà một. Hiện tại đời sống được an ổn, tương lai được giảng sanh thành Phật là điều do nhất hướng chuyên niệm. Không cần phải thay đổi pháp môn, không tu xen tạp, chỉ một lòng niệm Phật, lấy lâm chung làm kỳ hạn. Phần nhiều người ta cho rằng niệm Phật là để cầu khi lâm chung được giảng sanh. Còn hiện đời, nếu cầu hết bệnh thì niệm Đức Phật Dược Sư, cầu cứu khổ thì niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu trí huệ thì niệm Bồ Tát Văn Thù, cầu tiêu trừ nghiệp chướng thì niệm thần chú diệt định nghiệp, cho đến giải oan, độ vong, lễ trừ yêu ma quỷ quái thì phải thực hành khoa nghi bái sám để cầu. Họ cho rằng niệm Phật chỉ có lợi ích khi lâm chung, chứ ít có lợi ích trong hiện tại. Thậm chí họ còn hiểu lầm rằng Bồ Tát Quán Thế Âm với chúng sanh có duyên sâu, còn Đức Phật A-di-đà với chúng sanh thì có duyên cạn. Cho nên hiện tại phần nhiều người ta niệm Bồ Tát Quán Thế Âm mà ít niệm Đức Phật A-di-đà. Do đó, hoặc có người buổi sáng niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, buổi chiều thì niệm Đức Phật A-di-đà. Hoặc có người hiện tại niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, khi lâm chung mới niệm Đức Phật A-di-đà. Hoặc có người khi hữu sự niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, lúc vô sự thì niệm Đức Phật A-di-đà. Sở dĩ có sự hiểu lầm và xuyên tạc như thế đều là do họ không biết rằng người niệm Phật thì thân người ấy có Phật quang chiếu tới, được các Đức Phật hộ niệm, được tội diệt phước sanh, lìa các tai nạn, hiện tại được an ổn, khi lâm chung được giảng sanh. Như trên đã nói, người niệm Phật được hai sự lợi ích ở hiện tại và trong tương lai. Nên biết, bất luận là hiện đời được an ổn, lợi lạc hay khi mạng chung được giảng sanh thành Phật, tất cả đều ở trong một câu Nam Mô A Di Đà Phật, đầy đủ trọn vẹn, không có mảy may thiếu sót. Phải nên từ sáng đến tối, từ tối đến sáng. Nếu có niệm thì chỉ niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà, nhất hướng chuyên niệm, lấy lâm chung làm kỳ hạn, không thay đổi pháp tu, cũng không cần tu xen tạp các pháp khác. Chỉ một lòng nương theo bản nguyện cho đến 10 niệm của Đức Phật A Di Đà, lời khuyên nhất hướng chuyên niệm của Đức Thế Tôn và lời dạy nhất hướng chuyên xưng của các vị tổ sư làm tông chỉ. Một đời người thường phải chịu những nỗi khổ như nghèo đói, bệnh tật, tai nạn, chết yểu, nghịch cảnh, ác duyên, thậm chí tất cả những thành công hay thất bại, ân oán tình thù vân vân. Suy cho cùng, căn nguyên đều do nghiệp nặng chướng sâu, phước mỏng huệ cạn. Nhưng một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tức là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vì vô lượng thọ cho nên người niệm Phật được quả báo tăng phước, trường thọ.
vì vô lượng quang cho nên người niệm Phật được lợi ích tiêu trừ nghiệp chướng, khai mở trí huệ. Nghĩa là niệm Phật một câu tội diệt hằng hà sa, lễ Phật một lạy phước tăng vô lượng. Cho nên được nghiệp tiêu huệ sáng, chướng hết phước tăng, gặp dữ hóa lành, gặp tai nạn thành bình an. Cho nên người nghèo khổ niệm Phật thì được gặp quý nhân giúp đỡ, được cơm no áo ấm. Người bệnh niệm Phật thì được thầy giỏi thuốc hay phù trợ, sớm bình phục. Nếu bệnh do nhân quả nghiệp chướng mang lại thì thầy giỏi thuốc hay cũng vô hiệu, chỉ có niệm Phật mới có kết quả. Niệm Phật thì nghiệp tiêu, nghiệp tiêu thì bệnh hết. Niệm Phật thì ma quỷ lánh xa, lánh xa thì tránh được tai nạn. Huống chi niệm Phật có thể hóa giải oan hồn, độ thoát kẻ oán người thân. Ở Đài Loan thường có động đất lớn, thiên tai dồn dập. Như trận động đất lớn năm 1999 là một trong những thiên tai trăm năm hiếm thấy, làm chết và bị thương nhiều người. Những tai họa xảy ra bất thường như thế đều trái với dự tính, khiến cho con người bất an. Nếu người thường niệm Phật thì có thể khiến cho tai nạn lớn biến thành nhỏ, tai nạn nhỏ trở thành không, một mình tránh được tai nạn, thoát khỏi cộng nghiệp. Các tai nạn như lũ lụt, hỏa hoạn, hạn hán, tai nạn đường hàng không, đường biển, đường bộ, trộm cướp, chiến tranh, dịch bệnh, vân vân, là những tai nạn do thiên nhiên hoặc do con người gây nên. Nếu người biết niệm Phật thì đều có thể tránh được. Đi thuyền, đi xe cũng có nhiều nguy hiểm, cho nên đi ra ngoài bằng xe đều nên niệm Phật thì được bình an, tiêu trừ tai nạn lưu thông. Huống chi trời có mưa gió bất thường, người thì họa phước khôn lường. Nếu người muốn chuyển họa thành phước, gặp lành lánh dữ, thì chỉ có niệm Phật mới hóa giải được. Bậc cổ đức dạy, nếu muốn tiêu trừ bảy tai nạn ở thế gian thì nên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm Phật được công đức vô lượng vô biên, cho nên người muốn cầu con cái hay cầu trường thọ, cầu hết bệnh hay tiêu tai giải nạn, cầu công danh hay nhà cửa bình an, cầu thăng quan tiến chức hay tiền bạc, thậm chí giải oan thích kết, tiếng vong linh người thân đều có thể nương vào một pháp niệm Phật này mà không cần phải làm các tạp hạnh khác. Niệm Phật là pháp môn giản dị, viên đốn. Niệm Phật là phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhanh nhất mà công đức lại cao nhất. Niệm Phật là pháp môn hạ thủ dễ mà thành công cao, dụng công ít mà hiệu quả nhanh. Niệm Phật hiện tại đã được an ổn, tương lai còn được vãng sanh. Không chỉ bản thân được phước mà người thân trong nhà cũng được lợi ích. Niệm Phật là phương tiện trong phương tiện, là trực tiếp trong trực tiếp, là đơn giản nhất trong đơn giản, là pháp dễ hành nhất trong các pháp dễ hành. Ai ai cũng có thể tu, có thể chứng. Người niệm Phật thì quỷ thần không thể làm hại, mười vị vua cõi âm đều không dám kêu tên. Người niệm Phật thân có ánh sáng rực rỡ chiếu xa 40 dặm, khiến cho ma quỷ không thể đến gần. Người niệm Phật được Đức Phật A-di-đà thường ở trên đỉnh đầu, ngày đêm ủng hộ, khiến cho oan gia không thể nhiễu loạn, hiện đời được an ổn, lâm chung tự tại vãng sanh. Kinh Vô Lượng Thọ ghi: khi Phật tại thế, quốc ấp thôn trang đều được hóa độ, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt trong sáng, mưa thuận gió hòa, tai dịch không khởi, quốc thái dân an, binh đao không khởi, nhân đức hưng vượng, giữ gìn lễ nghĩa. Đại sư Ấn Quang nói: phải biết, người niệm Phật không cầu phước báo thế gian mà tự được phước báo, như sống lâu, không bệnh, nhà cửa bình an, con cháu phát đạt, các duyên như ý, vạn sự cát tường.
Nếu cầu phước báo thế gian mà không hồi hướng vãng sanh thì được phước báo thế gian, nhưng trở lại thành kẻ hạ liệt. Tâm không chuyên nhất nên việc vãng sanh khó quyết định. 15 bài kệ nói về sự lợi ích trong hiện tại của việc niệm Phật, nay dịch thành văn xuôi. Phẩm thọ lượng trong kinh Kim Quang Minh, Đức Phật A Di Đà đặc biệt khai thị: chúng sanh muốn dứt trừ tai nạn, kéo dài tuổi thọ thì phải nên niệm Phật. Đại sư truyền giáo của phái Sơn Gia vì thương xót nhân dân trong nước, trong văn tụng ngài dạy: muốn tiêu trừ bảy thứ tai nạn phải nên xưng niệm Phật A Di Đà. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật công đức thù thắng hơn tất cả, khiến cho tội chướng sâu nặng trong ba thời cũng chuyển biến thành nhẹ. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật hiện đời được vô lượng lợi ích, tiêu trừ tội chướng sanh tử luân hồi, cho đến định nghiệp chết yểu cũng đều tiêu trừ. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được Phạm Thiên Đế Thích đều quy kính, chư thiên và các thiện thần ngày đêm thường theo ủng hộ như bóng với hình. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được tứ đại thiên vương ngày đêm thường ủng hộ, ác quỷ trong bốn phương không dám đến gần. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được Kiên Lao Địa Thần tôn kính, ngày đêm cùng theo ủng hộ như bóng với hình. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được Long Vương Nang Đà Bạc Nang và vô lượng long thần tôn kính, ngày đêm thường theo ủng hộ. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được vua Di Ma tôn kính, cùng với ngũ đạo minh quang ngày đêm thường ủng hộ. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, ma dương trời tha hóa cũng ở trước Đức Phật Thích Ca, nguyện nhất định thường theo ủng hộ. Các thiên thần và địa thần này đều là quỷ thần thiện, họ đều cùng nhau ủng hộ các chúng sanh niệm Phật. Niềm tin và nguyện lực bất khả tư nghị, tức là đại bồ đề tâm, cho nên được tất cả ác quỷ thần trong trời đất kính nể. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí cùng hàng sa chư Bồ Tát thường theo hộ niệm như hình chế bóng. Trong ánh sáng của Đức Phật Vô Ngại Quang có vô số các hóa Phật A Di Đà. Mỗi vị hóa Phật đó đều theo bảo hộ người có tín tâm chân thực. Niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật được trăm nghìn vô lượng vô số chư Phật trong mười phương cùng đến dây quanh hoan hỷ hộ niệm. Đại sư Từ Vân nói: niệm Phật được mười sự lợi ích lớn: ngày đêm chư thiên giúp, Bồ Tát thường ủng hộ, Phật phóng quang nhiếp thọ, lìa quỷ thú độc dược, không bị các tai nạn, tội diệt dứt oan gia, giấc ngủ thường an ổn, từ hòa sức sung mãn, người đời kính như Phật, được vãng sanh Tây Phương. Dụng ý tạo kệ. Trong An Sĩ Toàn Thư ghi: niệm Phật có 9 điều thù thắng. Chữ ít dễ niệm, niệm ở mọi nơi, niệm trong mọi lúc, ai cũng niệm được. Thiên thần cung kính, ác quỷ lánh xa, nghiệp chướng tiêu trừ, phước huệ tăng trưởng, lâm chung vãng sanh. 8. Bốn cách cứu độ, bốn sự cảm ứng. Đã có nhân ắt sẽ có quả, có cảm liền có ứng, đây là lẽ tự nhiên. Đức Phật A Di Đà phát nguyện là nhân, đây thuộc về cảm. Chúng sanh niệm Phật là quả, đây thuộc về ứng. Chúng sanh niệm Phật là nhân, thuộc về cảm. Đức Phật A Di Đà cứu độ là quả, thuộc về ứng. Tuy nhiên, hoặc có người nhất hướng niệm Phật mà không thấy cảm ứng, đây đều chẳng phải là hoàn toàn không có cảm ứng. Nên biết, cảm ứng đại khái phân ra có 4 loại.
một, hiển cảm hiển ứng. Người có niệm Phật có cảm ứng rõ ràng, chính mình nhận biết được. 2. Hiển cảm minh ứng. Người có niệm Phật mà cảm ứng không rõ ràng, bản thân không nhận biết được. 3. Minh cảm hiển ứng. Trước kia hoặc đời quá khứ đã từng niệm Phật, hiện tại tuy không niệm nhưng gặp sự gặp duyên, nhận biết rõ ràng được Đức Phật A Di Đà gia bị. 4. Minh cảm minh ứng. Trước kia hoặc đời quá khứ đã từng niệm Phật, hiện tại tuy không niệm nhưng gặp sự gặp duyên, vẫn được Đức Phật A Di Đà âm thầm gia bị. Căn tánh nghiệp duyên của chúng sanh mỗi người mỗi khác, do đó Phật ứng cơ cũng không đồng. Vì thế bất luận hiển ứng hay minh ứng cũng đều là phương tiện của chư Phật, do đó chỉ dạy chúng sanh nương vào cảnh mà phát tâm để hướng đến Bồ Đề, khiến cho họ hoàn toàn lìa khổ được vui. Từ bốn sự cảm ứng này mà có thể nhận biết được sự cứu độ và làm lợi ích cho chúng sanh của Đức Phật A Di Đà, có thuận độ, nghịch độ, hiển độ, ẩn độ bất đồng. 1. Thuận độ nghĩa là cầu khỏi bệnh được khỏi bệnh, sở cầu được như ý. 2. Nghịch độ cầu trường thọ mà lại chết yểu, sở cầu không như ý. 3. Hiển độ do niệm Phật cho nên được Đức Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện thân thùy từ gia hộ. 4. Ẩn độ do niệm Phật cho nên gặp cơ duyên, được nhiều người hợp lại cùng giúp đỡ. Có thể nói, từ lý cảm ứng trên, nếu tin sâu lý này thì cho dù gặp bất cứ ác duyên, nghịch cảnh nào, tâm cũng hoan hỷ và biết ơn mà không nghi ngờ. Tuy nhiên, cảm ứng là sự tướng của nhân quả, nhưng Phật giáo không lấy đó làm mục đích. Từ sự tướng cảm ứng này cho nên biết lời Phật là chân thật mà phát khởi tín tâm niệm Phật, được vãng sanh cực lạc. Bằng không, chỉ lấy cảm ứng làm mục đích, phải có cảm ứng mới tin. Nếu không biết Phật lý, không phân biệt được chính tà, thì rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma hoặc tin lầm tà giáo ngoại đạo, muốn cầu siêu thăng lại bị chìm đắm. Vì thế không nên vọng cầu và chấp vào cảm ứng. Quyển sách này có ba đặc điểm tính chất. Trong tác phẩm Niệm Phật Cảm Ứng Lục này tổng cộng có 152 bài, đại khái chia thành 12 đoạn. 2/3 trong số đó là nói về sự lợi ích và sự cảm ứng trong hiện tại, có 1/3 là thụy ứng khi lâm chung vãng sanh. Nội dung mỗi sự cảm ứng tuy khác nhau, thời đại cũng phân ra có cổ kim khác biệt, nhưng nói chung đều có ba đặc điểm. 1. Chuyên niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà là thuần túy xưng niệm nên được cảm ứng, không có mảy may tui xen tạp pháp môn nào khác. 2. Căn cơ hạ liệt, nghĩa là bản thân những người niệm Phật này đều chẳng phải là hàng lợi căn, chẳng phải là người tu khổ hạnh, cũng chẳng phải đã tu lâu. 3. Hiệu quả lập tức, nghĩa là đại đa số phát sanh cảm ứng ngay lập tức, chẳng phải đợi qua thời gian dài. Mấy đặc điểm này là hiển thị ngay công năng niệm Phật thù thắng và giản dị,
của pháp môn tịnh độ, cũng tức là xưng niệm sáu chữ hồng danh Nam Mô A Di Đà Phật, công đức thù thắng nhanh chóng, phương pháp giản dị ổn đáng. Vì đơn giản mà không phức tạp nên không cần phải thâm nhập giáo lý phiền toái. Bởi dễ mà không khó nên chẳng cần phải tu hành gian nan. Bất kỳ ai cũng có thể tu được, tuyệt đối không hạn chế hay đặt ra điều kiện gì, cũng không kén chọn thời gian, địa điểm hay công việc. Chỉ cần miệng bắt chước xưng niệm, dù tiếng không chuẩn xác cũng hoàn toàn không có trở ngại gì. Cũng có nghĩa là chỉ cần xưng niệm, bất luận là người thiện hay kẻ ác, người hiền hay kẻ ngu, thời gian, nơi chốn hay công việc, tất cả đều không phân biệt. Vì vậy, dẫu cho không có mảy may tín nguyện, cũng không biết vật lý, ngẫu nhiên hoặc thình lình xưng niệm một tiếng, lập tức thân quan hiển hiện, có thể hóa giải được ác quỷ, oan gia, vượt qua tử nạn. Thậm chí khi lâm chung, oan gia, quỷ thần, diêm vương xuất hiện, chỉ cần xưng niệm một câu Phật hiệu, những cảnh giới đó liền biến mất, Đức Phật A-di-đà hiện thân, hoặc có người lập tức giảng sanh, hoặc cũng có người kéo dài được mạng sống. Dù là bọn ngu si và những loài cầm thú, chỉ nghe theo tiếng người rồi bắt chước xưng niệm y như thế, cũng được lợi ích và công đức trong hiện đời không hai không khác. Khi lâm chung vẫn được giảng sanh thù thắng trang nghiêm. Như phần 2 của chương 1 tập sách này có kể câu chuyện con chim sáo niệm Phật miệng nở hoa sen. Loài cầm thú vô tri chỉ nghe theo tiếng người rồi bắt chước giống y như thế mà từ thân nó mọc lên hoa sen. Đây là hoa chánh giác của Đức Phật A-di-đà. Hoa này nở trên thân người niệm Phật nên có thể nói niệm Phật thì hoa nở. Lại như chương 2 có truyện niệm Phật nhất định có ánh sáng. Khi niệm một câu Phật hiệu, ánh sáng liền hiện ra. Ánh sáng này là Phật quang, có thể làm tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng phước huệ, thiên thần cung kính, ác quỷ lánh xa, mọi người đều niệm được. Nếu không niệm Phật thì sẽ niệm những điều sằng bậy. Niệm Phật thì được Phật quang chiếu tới, niệm sằng bậy thì điều tối tăm sẽ tới. Lại nữa, chương 3 có truyện niệm Phật ma quỷ lánh xa. Chỉ cần niệm một câu Phật hiệu thì ma quỷ đều không dám tới gần. Đây là pháp môn thù thắng, giản dị, nhanh chóng và ổn đáng mà không pháp môn nào có thể so sánh được. Nếu không niệm Phật thì sẽ bị quỷ đòi mạng, vĩnh viễn trầm luân. Nghĩa là một khi mất thân người, muôn kiếp không được lại. Lại nữa, như một truyện trong chương 6 nói, mẹ niệm Phật, con đi biển thoát được tai nạn. Tờ Nhật Báo của Đài Loan có câu chuyện, nội dung nói về một người niệm Phật khiến cho người con ở quê nhà đi biển thoát được tai nạn. Dù tiếng không chuẩn xác, cũng không hiểu gì về lý, nhưng lại có cảm ứng lạ lùng, khiến cho người ta kính phục mà phát khởi tín tâm. Lại nữa, truyện số 18 trong chương 10 nói, lâm chung tướng xấu hiện, niệm Phật liền chuyển thành tướng tốt. Đây là câu chuyện kể về một bà cụ già. Lâm chung tướng xấu xuất hiện, thần thức mờ mịt không nơi nương tựa, trong lòng vô cùng sợ hãi, trán đổ mồ hôi, sắc mặt biến thành xám đen. Thế nhưng bà cụ nghe theo hiếu quyến xưng niệm ba câu Phật hiệu, lập tức nét mặt xám đen chuyển thành hồng hào tươi tắn, trong lòng an ổn, tướng mạo trang nghiêm, gương mặt hiền từ, đủ chứng minh rằng bà đã được Phật quang nhiếp thủ, giảng sanh không gì phải nghi ngờ. Nói chung, tất cả các chuyện này đều nói rõ, chẳng phải dựa vào công phu của tự lực mà là nương vào cảm ứng của Phật lực. Cho nên, biết hay không biết, tin hay không tin hãy gác lại, vì công năng của việc niệm Phật vốn là như vậy. Giống như đốt lửa ắt sẽ cháy, ăn cơm ắt được no.
dị hành sở dĩ dễ chính là ở chỗ này, nghĩa là dễ hành mà khó tin, lấy hành để nhiếp tính, cho nên tính ở ngay trong hành. 10. Lấy nhiều sự cảm ứng trong hiện đời để dạy người chuyên nhất. Thông thường, việc biên tập về sự tích niệm Phật cảm ứng, phần nhiều người ta lấy thủy tướng giảng sanh là chủ yếu, như Tịnh Độ Thánh Hiền Lục hoặc Hoa Khai Kiến Phật Tinh Hoa Lục, vân vân. Nhưng tập sách này lại lấy nhiều sự cảm ứng trong hiện đời, chiếm tới 2/3 văn trên, với mục đích giúp cho người niệm Phật phát khởi niềm tin chân thật. Từ đó có thể chuyên nhất một đường, thì không những lâm chung được giảng sanh mà hiện đời còn được rất nhiều lợi ích mà không cần phải tu thêm bất cứ pháp môn nào khác. Nhưng có tới 1/3 sự tích những người giảng sanh đều chẳng phải là hàng thượng căn, chẳng phải là người đã tu lâu, cũng chẳng phải người tu khổ hạnh. Họ đều là những người khi lâm chung mới gặp được duyên lành, được nghe pháp môn này mà an tâm niệm Phật nên được cứu độ. Cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Dụng ý ở đây là muốn chứng tỏ sự cứu độ của Đức Phật A Di Đà là bất kể thời gian, nơi chốn đều trọn vẹn không bỏ sót, bình đẳng không phân biệt. Bất cứ người nào cũng đều là người được cứu, bất kể lúc nào cũng là lúc cứu độ, khiến cho trong tâm mỗi người đều có hy vọng được cứu, không ai tuyệt vọng. Một niệm lúc lâm chung cũng được giảng sanh, thì bình thường niệm niệm đều được an. Không thể ôm mãi cái tâm thái hạ liệt là lâm chung hy vọng được may mắn, mà làm lỡ mất việc lớn thiêng liêng là bình sanh nghiệp tịnh độ đã thành tựu. Tuy nói niệm Phật thì tự nhiên có cảm ứng, hiện đời được lợi ích, nhưng cho dù lợi ích lớn thế nào, nếu đem so cũng chỉ như đem hạt kê mà thả xuống biển, hoàn toàn không thể so sánh được. Bởi lẽ tuy việc giảng sanh thành Phật là chân thật, nhưng hiện đời tất cả là hư giả. Đã là giả thì đâu thể so sánh với thật. Đời người như giấc mộng, thế sự như huyễn hóa, tuổi thọ cũng chỉ hạnh phúc một đời trong phút chốc liền tiêu mất, chỉ chớp mắt đã biến thành không. Nếu không giảng sanh thì có nghĩa là vẫn còn ở trong luân hồi, mà luân hồi lại là một tai nạn lớn nhất. Lợi ích và mục đích của người niệm Phật chính là ở chỗ tiêu trừ tai nạn luân hồi lớn nhất này. Sự lợi ích vô lượng quan, vô lượng từ bi, vô lượng trí huệ, vô lượng thần thông, thân tâm tự tại vô ngại. Chân thật mà nói, mục đích của người niệm Phật là được giảng sanh tịnh độ để thành Phật độ chúng sanh. Đã không ham muốn cái vui ở đời sau thì cũng chẳng tham cầu sự lợi ích trong hiện. Đại sư Pháp Chiếu nói: ngũ trược tu hành nhiều thoái chuyển, chẳng bằng niệm Phật giảng Tây Phương. Về đó tự nhiên thành chánh giác, trở lại biển khổ độ chúng sanh. Phàm phu nếu được đến Tây Phương, tội lỗi nhiều kiếp được tiêu trừ, đủ sáu vĩnh viễn lìa già bệnh vô thường. Người ngu đến ngũ nghịch thập ác, nhiều kiếp chìm đắm trong sáu đường. Một niệm xưng danh hiệu Di Đà, đến đó thì thân đồng pháp tánh. Người tầm thường thì trăm nghe chẳng bằng một thấy. Bao nhiêu năm thường xuyên nghe kinh, thấy một sự tích cảm ứng,
vì muốn tập hợp nhiều những sự tích cảm ứng của Đức Phật A Di Đà để dẫn dắt đại chúng học Phật phát khởi tín tâm niệm Phật. Do đó, Huệ Tịnh tôi nhân đây thành khẩn hướng đến các vị độc giả đại đức cầu xin giúp đỡ. Hễ có sự tích chân thực nào mà bản thân quý vị được thấy nghe, kính mong quý vị hãy viết thành bản thảo cung cấp cho quyển sách này, để quý vị và tôi cùng thực hành pháp thí, cùng được thấm nhuần ân Phật. Nội dung cốt phải chân thực và khái quát. Một là một, hai là hai, không phóng đại, không thêm bớt, để tránh mang tội vọng ngữ. Còn như nếu kính xin quý vị hãy liên lạc trước với chúng tôi để tiện cho việc sưu tầm. Hơn nữa, từ xưa đến nay, pháp môn niệm Phật luôn luôn hưng thịnh, không bao giờ suy, thì sự tích cảm ứng tất nhiên là nhiều, không thể kể xiết. Nhưng do người biên tập quyển sách này kiến thức hẹp hòi nên sự thu thập không được bao nhiêu. Nếu thấy có cùng tính chất với sự tích niệm Phật cảm ứng của quyển sách này mà đã được xuất bản ở các sách hay tạp chí khác, kính xin quý vị hãy thông báo để tiện khi tái bản sẽ bổ sung vào. Quyển sách này tuy đại khái chia thành 12 đoạn, nhưng có mấy đoạn là phân loại hơi khiên cưỡng. Kính mong quý độc giả hoan hỷ lượng thứ cho. 11. Mục đích của tập sách này là khuyên người phát khởi tín tâm niệm Phật. Lý luận không bằng thật sự thù thắng khi nó có sức thuyết phục. Mục đích của tập sách này là nêu ra những ví dụ thực tiễn để chứng minh cho phần trên đã nói. Niệm Phật là pháp môn thù thắng, đơn giản. Niệm Phật được hai sự lợi ích ở hiện đời và tương lai, để dẫn dắt người phát khởi tín tâm nhất hướng xưng niệm. Đọc tập sách này có thể khiến cho người chưa tin Phật Pháp liền phát khởi tín tâm học Phật. Người học Phật mà không chuyên niệm Phật A-di-đà cũng vui vẻ chuyên niệm một câu danh hiệu A-di-đà Phật, nguyện sanh tịnh độ. Độ mà không đủ tín tâm liền phát khởi niềm tin quyết định. Người giảng sanh quyết định thì có thể nắm chắc chứng cứ xác thực để khuyến khích người khác nhất hướng chuyên niệm danh hiệu Phật A-di-đà, cùng được hai sự lợi ích ở hiện đời và trong tương lai, cùng về quê hương cực lạc. Kinh Đại Bi ghi: nếu có thể khuyên nhủ khiến cho người hồi tâm niệm Phật, đây gọi là người hành Đại Bi. Đại sư Ấn Quang nói: thành tựu một chúng sanh vãng sanh Tây Phương tức là thành tựu cho một chúng sanh thành, đâu có thể nghĩ bàn. Đại sư Thiện Đạo nói: mình tin dạy người tin lại là khó trong khó. Đại Bi giáo hóa khắp, chân thật báo ân Phật. Niệm Phật vãng sanh là tự hành Đại Bi, khuyên người cầu vãng sanh là hóa tha Đại Bi. Người có thể thực hành hạnh Đại Bi này là chân thật báo ân Phật, công đức không thể nghĩ bàn. Người chuyên niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật tức là đã báo ân cha mẹ, nguyện Phật. Tin biết như thế nhất hướng xưng niệm, nên biết người này là tối thượng căn, Phật quan nhiếp thủ, liền được giảng sanh đại kinh thọ ký, kế như Di Lặc. Quán kinh khen là hoa phân đà lợi, một viên thuốc hay biến sắc thành vàng, một pháp niệm Phật chuyển phàm thành thánh.